Ngân hàng nhà nước vừa ban hành quyết định mới thay thế quyết định 21 về mức lãi suất cho khoản vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng trong năm 2015. Theo đó, mức lãi suất của gói vay này sẽ giữ nguyên như năm nay. Gói cho vay hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được khởi động từ tháng 6 năm 2013 với lãi suất ban đầu 6% một năm nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng bất động sản. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, tốc độ giải ngân gói vay này vẫn rất chậm. Tính đến giữa tháng 10 năm nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 12%. Do đó, chính phủ đã ban hành các quyết định nới lỏng điều kiện cho vay, kéo dài thời hạn cho vay cũng như mở rộng đối tượng được vay. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được vay ưu đãi gói hỗ trợ nhà ở tối đa là 15 năm, thay vì 10 năm như quy định cũ. Các cá nhân thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Khi mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng sẽ được vay. Người dân tại đô thị đã có đất nhưng chưa có nhà, cũng được vay vốn ưu đãi để xây mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Chính phủ cũng bổ sung một số ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định được tham gia vay hỗ trợ nhà ở. Thêm thông tin liên quan đến thị trường bất động sản, theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2015, thành phố sẽ có thêm khoảng 10.000 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn hơn 1,2 triệu mét vuông. Cụ thể, trong năm sau, thành phố sẽ hoàn thành 13 dự án nhà ở tái định cư, với quy mô hơn 7.100 căn hộ và nền đất, tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 905.000 m2. Trong năm này, thành phố cũng sẽ hoàn thành thêm 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 3.500 căn, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 312.000 m2. Trong năm 2014, thành phố hoàn thành 2 dự án nhà ở xã hội với hơn 7.000 căn. Tính chung từ năm 2011 đến nay, thành phố đã có 15 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành với hơn 2.400 căn, tổng diện tích sàn trên 228.000 m2. Trong năm 2014, thành phố cũng đã cho phép chuyển đổi được 3 dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội, với diện tích đất gần 2,7 hectare, với quy mô 880 căn.